chào các em học sinh khối lớp 2 trường tiểu học Bình Hưng Hòa thân mến. Hôm nay cô rất vui được gặp các em trong tiết học tập đọc. Để học tốt bài tập đọc này, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 2 tập 2 và bút chì nhé. Các em hãy mở sách tiếng Việt trang 37, chúng mình cùng học bài nhé. Các em hãy quan sát tranh minh họa. Bức tranh vẽ hai con vật, đó là cò và cuốc. Cò khoác lên mình bộ lông trắng muốt, sạch sẽ, còn cuốc khoác lên mình tấm áo màu xám. Để biết được nội dung cuộc trò chuyện, cô trò mình cùng tìm hiểu nội dung bài tập đọc Cò và cuốc của tác giả Nguyễn Đình Quảng. Khi đọc bài này, các em cần đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Giọng đọc của cuốc các em phải đọc với giọng ngạc nhiên, ngây thơ. Giọng đọc của cò các em đọc với giọng dịu dàng, vui vẻ. Các em chú ý nghe cô đọc bài. Cò và cuốc. Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy, từ trong bụi rậm lần ra hỏi: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Cò vui vẻ trả lời: khi làm việc ngại gì bẩn hả chị? Cuốc bảo: em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Cò trả lời: phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao, còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì. Kiếm ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa. Theo Nguyễn Đình Quảng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc từ khó. Trong bài có những từ khó mà các em cần đọc đúng là: từ thứ nhất là từ lội ruộng, các em chú ý âm đầu R. Tiếp theo là từ bụi rậm, các em chú ý vần âm. Cuối cùng là từ trắng phau phau, các em chú ý âm đầu chờ và vần âu. Các em hãy đọc theo cô: lội ruộng, bụi rậm, trắng phau phau. Bây giờ cô mời các em hãy đọc toàn bài, chú ý phát âm đúng các từ khó cho cô nhé. Các em đọc xong chưa nào? Chúng mình cùng chuyển sang phần luyện đọc đoạn nhé. Bài chia làm hai đoạn. Đoạn 1, từ cò đang đến ngại gì bẩn họ chị. Đoạn 2, từ cuốc bảo đến dập dờn như múa. Để đọc hai đoạn văn, các em cần đọc đúng ở dấu phẩy, dấu chấm và nghỉ hơi giữa các cụm từ, nhấn giọng ở từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Ở đoạn 2, các em cần chú ý đọc cho cô câu dài như sau. Bây giờ các em lấy bút chì và ngắt câu theo hướng dẫn của cô. Trong câu này có các từ cô in đậm là các từ gợi tả, gợi cảm. Các em cần nhấn giọng nhé. Các em nghe cô đọc nào. Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này. Các em hãy đọc hai lần cho cô nhé. Và trong bài có một số từ ngữ là từ mới mà chúng ta cần phải hiểu đúng nghĩa. Từ đầu tiên cô có đó là từ cuốc. Cuốc có nghĩa là loài chim nhỏ sống ở bụi cây gần nước, chỉ bay là mặt đất, thường kêu cuốc cuốc. Chim cuốc thường có màu xám hoặc đen. Đây là hình ảnh chim cuốc. Từ thứ hai đó là từ trắng phau phau, tức là trắng hoàn toàn, không có vệt màu khác. Và
cuối cùng là từ thảnh thơi. Thảnh thơi có nghĩa là nhàn, không lo nghĩ nhiều. Cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc đấy. Các em hãy đọc thầm lại toàn bài nhé. Chúng ta vừa luyện đọc bài rất tốt. Bây giờ các em hãy cùng cô chuyển sang phần tìm hiểu bài. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết cò đang làm gì nhỉ? À, các em ạ, cò đang lội ruộng bắt tép đấy. Chúng mình cùng trả lời câu hỏi thứ nhất nào. Câu hỏi 1. Câu hỏi 1, thấy cò lội ruộng Quốc hỏi thế nào? Để trả lời câu hỏi này, cô mời các em đọc lại đoạn 1. Thấy cò lội ruộng Quốc hỏi cò là: chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? Chúng ta cùng tiếp tục câu hỏi số 2. Câu 2, vì sao Quốc lại hỏi như vậy? Với câu hỏi này, cô mời các em đọc thầm lại đoạn 2 nhé. Vì Quốc nghĩ rằng áo cò trắng phau phau, cò thường bay dập dờn như múa trên trời cao, chẳng lẽ có lúc phải lội bùn, bắt tép bẩn thỉu, khó nhọc như vậy? Vậy thì lúc đấy cò trả lời với Quốc thế nào? Cò trả lời với Quốc như thế nào? Cò đã trả lời với Quốc là: phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao, còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì. Câu trả lời của cò chứa một lời khuyên. Vậy lời khuyên ấy là gì? Chúng ta cùng trả lời câu hỏi số 3 nhé. Câu 3, câu trả lời của cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì? Các em hãy suy nghĩ để trả lời nào. Với câu hỏi này, chúng ta có nhiều câu trả lời là: khi lao động không ngại vất vả, khó khăn, mọi người ai cũng phải lao động. Lao động mới đáng quý, phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng. Vậy nếu em là Quốc, em sẽ nói gì với cò nào? Thế câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? Câu chuyện khuyên điều gì nhỉ? Câu chuyện khuyên chúng ta phải lao động vất vả mới có khi thảnh thơi, sung sướng. Các em ạ, cũng như trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ các em phải chăm chỉ lao động vất vả thì các em mới có cuộc sống ấm no. Nhà nào có điều kiện thì được bố mẹ cho đi tham quan, du lịch. Đấy chính là lúc được thảnh thơi, sung sướng đấy các em ạ. Còn với các em, như Bác Hồ đã nói, trẻ em như bức trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Vậy, để có kết quả học tập tốt, các em cần phải làm gì? Phải chăm chỉ học tập. Ngoài ra, các em cần biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa với sức của mình. Các em có đồng ý không nào? Tiết học hôm nay là kết thúc rồi. Các em hãy đọc lại bài và làm bài theo dặn dò của cô nhé. Cô chào tất cả các em. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi nhé.